Ơi, mình là Thiện Liêu Gan, xin kính chào toàn thể tất cả các anh em nhà công. Thì cái clip hôm nay sẽ là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em edit những cái voice, cái tiếng, những tiếng synth, những tiếng brass, những tiếng piano, những tiếng guitar, guitar thùng, guitar lead, tiếng saxophone, mà nó khô hay là các anh em tùy chỉnh theo cái yêu thích của tất cả các anh em. Thì ví dụ như các anh em thích thêm reverb, bớt reverb, thêm echo, bớt echo, chỉnh sửa effect, chỉnh sửa tremolo, chỉnh sửa cái tiếng mà đánh auto để cho nó chạy theo các anh em tùy thích đó trên cái dòng SX900 này nha. Thì cái clip này không dành cho những cái anh em nào mà chuyên nghiệp hay là các anh em nào đã biết rồi thì bỏ qua. Mình chỉ làm cái clip hướng dẫn cho tất cả các em và các anh, các chị đi sau để mình biết và còn sử dụng theo cái cách và cái ý muốn của mình. Chứ clip này cũng không có gọi là tỏ vẻ hay là ta đây đâu nha các anh em. Thì rồi, mình sẽ đi vào thẳng vấn đề. Thì đầu tiên, cái tiếng mà các anh em và các bạn đánh tùy theo các tiếng. Ví dụ như bây giờ mình thử edit cái tiếng piano nha. Bây giờ nó đang không có reverb và không có echo nè. Đó. Thì thường thường đánh piano thì nó có cái cục pedal rồi. Các anh em dậm xuống cái cục pedal thì nó sẽ vang. Nó vang lên. Còn các anh em thả không dậm pedal nữa thì cái tiếng của nó không vang nữa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nếu mà cho nó vang lên một tí á thì anh em để ý nè. Đó, bên này nè. Từ cái hướng bên phải nè, bên cái chỗ con lăn nè, nhanh anh em nè. Dưới cái chỗ mà expansion user đó, thì các anh em để ý cái chữ switch tan cho mình nha. Rồi mà các anh em muốn, trong cái trường hợp mà các anh em không có cái cục pedal mà đã để dặm đánh piano á. Thì các anh em bấm vào cái switch tan, các anh em dùng đỡ cũng được nè. Đó, như cái hồi nãy mà mình chưa có switch tan nha. Đó, thì bây giờ mình ấn nhanh nè. Nó không có vang nha anh em. Bây giờ mình sẽ thử ấn shift tăng nè. Rồi. Bây giờ thì sẽ đánh lại nè. Dành cái trường hợp mà mình tính tới cái trường hợp mà các anh em không có cục pedal là muốn cho nó vang lên để mình đánh những cái bài piano là ballad mà kiểu dạng piano đó anh em. Rồi đây là cái phần sít tăng nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các anh em qua cái phần reverb và phần chorus. Thì reverb có nghĩa là nó vang lên giống như mà cái tiếng nó ra giống như ở trong phòng đó anh em, đại loại thì hiểu là như vậy thôi, còn anh em hiểu như thế nào thì comment thêm cho Thiền biết nữa nhé. Rồi đầu tiên để thêm một tí reverb thì các anh em bấm vào cái tiếng. Đầu tiên là cái giao diện này như thế này nha anh em. Đây là cái tiếng mình đã chọn nè, Rig 1 nè. Anh em bấm vào. Rồi các anh em để ý bên cái tay trái của các anh em là có chữ menu bên cái dấu X nè. Anh em bấm vào. Rồi nó sẽ hiện ra là ba mục: Voice Edit, Mixer và Voice Setting. Các anh em để ý ba cái mục này thôi nha. Đầu tiên các anh em muốn mà cho reverb và cho root nó thêm vào tùy ý các anh em á thì các anh em ấn vào voice edit nè. Rồi đầu tiên nó sẽ hiện ra cái mục là common, thì cái mục này anh em đừng để ý, bỏ qua đi. Controller cũng đừng để ý, các anh em bỏ qua luôn nha. Mục tiếp theo là mục sau cũng đừng để ý, các anh em bỏ qua luôn. Đây là cái mục effect này, các anh em cần lưu ý nè. Thì cái mục này nó sẽ đưa cho chúng ta tới reverb và cho root, nó nằm bên cái này các anh em thấy không, hai hàng nè. Hàng đầu tiên là hàng reverb dev nè, hàng thứ hai là hàng chorus dev nè. Đó. Thì cái reverb của cái tiếng piano này á, nó đang ở mức nguyên bản của nó, nhà sản xuất đưa ra là nó đang ở số 13 này các anh em thấy không? Nếu mà các anh em muốn tăng reverb lên thì các anh em điều chỉnh cái con lăn này nè. Đó, cái này thì ai cũng biết rồi. Ít nhiều gì đó thì tùy ý các anh em thôi. Ví dụ như đang ở nguyên bản của nó là nó ở 13 đúng không? Thì các anh em tăng lên cỡ khoảng 20 hoặc là 25.
đó, 23, 25 thì các anh em sẽ đánh đánh lại nó sẽ khác. Đó, hồi nãy thì mình đã tắt xích tăng rồi, bây giờ mình sẽ mở xích tăng cộng với cái reverb mà nãy mình thêm vào, nó sẽ nghe khác lắm anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ hát thử một vài đoạn cộng với cái âm hưởng mà mình đã chỉnh sửa voice reverb và cái xích tăng mình đã điều chỉnh rồi nha. Chỉ là nỗi nhớ mãi đằng sau của tình đã lỡ, chỉ là cơn mưa cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chỗ, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Đó thì các anh em nghe nó vang đúng không anh em? Đó reverb mà nó vang mà. Rồi cái mục tiếp theo mình sẽ chỉ cho tất cả các anh em, đó là mục gyro. Thì cái mục này tiếng piano nó rất là ít dùng, nhưng mà mình sẽ chỉ luôn cho tất cả các anh em. Thì cái gyro này á có nghĩa là rồi bây giờ mình sẽ cắt bớt cái đi vật đây cho anh em nghe cho nó dễ hình dung nha. Ôi trời ơi, đó cái gyro này nhá, hình như là mình tăng nhiều nên nó mới có, nó mới phát huy vậy phải. Đó, cái tiếng nó bị gọi là méo đi các anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ lại như cũ nè. Và bây giờ mình sẽ thêm vào nè. Đó. Thì cái này nó sẽ piano thì nó không có phát huy nhiều đâu, nhưng mà ví dụ như các anh em chuyển qua cái voice voicing trong cái design thì các anh em cái effect nó mới cái effect cho đẹp đó, nó mới tác dụng được. Mình sẽ chọn một cái voicing trong tiếng sinh. Rồi, cũng là như vậy mình sẽ vào cái mục ba sạc này nè. Và mình sẽ chọn voice edit nè. Có một reverb thì nó đang ở ngưỡng là 17 đúng không? Đó, và cái choice root depth thì nó không có hiển thị luôn, gọi là nó đang ở số 0. Bây giờ mình sẽ thêm vào. Đó, thì nó đang ở mức là 54, mình sẽ đánh thử. Đó, nó méo đi lần lần anh em nè. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho tất cả các anh em cái echo nha anh em. Thì đây là cái phần insertion effect. Thì cái phần tip này các anh em nè, để ý nè. TIPE nè, nó đang ở là choice root 3 nè, các anh em bấm vào cái mũi răng này cho mình nè. Nó sẽ hiện ra những cái thông số mà nó điều chỉnh theo cái nguyên bản của nhà sản xuất. Thì cái này các anh em không cần để ý đâu. Thì chỉ thẳng sẵn tiện thì cũng chỉ luôn cho tất cả anh em nè, cái này nó không quan trọng. Quan trọng là các anh em sử dụng cái choice root 3 này nè. Nó đang ở cái hệ thống là choice root 3 đúng không nào? Anh em sẽ sử dụng cái con lăn này nè, anh em quay đi nè. Đó nó sẽ chuyển qua choice root 4 nè. Choice root 5, choice root 6, choice root 7, 8, 9 và choice root phát nè. Đó, thì các anh em cứ lan đi thì từng cái hiệu ứng, từng cái âm thanh nó sẽ ra khác nhau. Bây giờ mình không có người nào cầm máy quay cho mình cả, nên mình không có sử dụng cùng lúc cái lăn và mình đánh cho các anh em nghe được. Thì bây giờ các anh em chú ý nha. Bây giờ mình sẽ để về cái choice root 3. Thì mình sẽ so sánh giữa cái âm thanh choice root 3 và cái âm thanh khác. Đó, bây giờ mình sẽ so sánh qua cái đó. Harmonic Enhancer. Rồi. Đó, cái này em nghe khác không?
Rồi, đây là cái phần thuyết mà các anh em tùy ý mà các anh em ưng sử dụng như thế nào thì các anh em sẽ điều chỉnh. Từ cái con lăn này nhé, anh em bấm vào cái tuyết nè, mà các anh em sử dụng cái con lăn này nè. Đó, anh em quay đi thì cái tiếng nó sẽ chuyển khác nhau. Mỗi lần lăn thì cái tiếng nó sẽ chuyển mỗi lần khác nhau. Rồi, bây giờ cái phần reverb echo. Bây giờ mình sẽ chỉ cho tất cả anh em ấy cái echo nha. Rồi, cũng là cái tiếp này luôn nha anh em. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái chữ cái chữ này nè. À đây. Đây đây. Rồi các anh em bấm vào hai lần. Cho thiền sĩ. Rồi đây. Nó đang ở là chút 3 nguyên bản đúng không? Các anh em bấm vào cái đường chỗ chút 3 này nè. Đó, nó hiển thị ra một cái bảng như thế này là insertion effect rhythm 1. Thì trong này nó sẽ cho chúng ta chọn nhiều cái nữa. Thì đầu tiên nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này. Coterogy đó, mình tiếng Anh không đọc hay lúa đó. Đó thì nó đang ở một là Wiraki Lilaki đó. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào. Thì trong này nó sẽ hiển thị nhiều cái mà các anh em chưa biết đến. À, bây giờ anh em sẽ bấm này, các anh em nó đang ở trang 2 đúng không anh em? Bên cái phần category này nè. Thì nó đang ở trang 2 thì các anh em bấm vào cái mũi tên này nè. Đó, cái này bấm vào mũi tên này. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra cái một phần là reverb nè. Một phần thứ hai là delay nè, một phần thứ ba là distortion nè. Đó, và phần tiếp theo là echo cop nè. Và modulation nè. Và cái phần này thì không biết, chưa nghiên cứu lấy. Thì cái phần nào nghiên cứu rồi thì chỉ cho anh em tất cả các anh em. Thì reverb thì bên này nó sẽ một cái khung, nó sẽ hiển thị một phần là một bên reverb, một khung nhất nhiều kiểu reverb để các anh em chọn nè. Đó, thấy không? Nó rất là hiện đại nha. Đó, thì các anh em có thể sử dụng con lan này, anh em có thể sử dụng chỉ tay lên màn hình này. Nói chung là tùy các anh em sử dụng thôi. Rồi, thì nó trong này nó rất là nhiều cái kiểu reverb, các anh em cứ bỏ thời gian rồi mày mò và nghiên cứu đi, chứ trong cái clip này thì không thể nào mà chỉ hết tất cả các anh em mỗi cái kiểu reverb nó sẽ khác nhau. Rồi, thì bên này là delay. Thì delay thì bên này nó có echo nè. Delay LR là CLR1 nè. LR có nghĩa là ví dụ như nó chia ra hai loa. Hai loa nó có cái kiểu reverb delay. Đó. Còn carrot delay nè. Đó, còn cái này là echo nè, echo nè. Đó các anh em nghe nè. Thì bây giờ thì sẽ để qua cái delay RCL1 nè. Đó. Tăng 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 tăng. Đó, nó kiểu nó như vậy anh em. Nó có rất là nhiều, các anh em cứ bỏ thời gian ra vào mày mò nghiên cứu thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em vào nha. Chỉ cận cảnh lại cho tất cả anh em. Đó. Thì nó đang ở cái giao diện là như thế này đúng không? Cái rig 1 anh em đang chọn nè, bấm vào. Và các anh em để ý nè, cái dấu ba gạch có cái chữ menu bên cái tay trái của cái dấu X nè, nên bấm vào nó sẽ hiển thị ra là voice edit, mixer và voice setting. Các anh em chọn vào voice edit nè. Rồi các anh em sẽ bỏ tìm cái hàng có cái chữ là effect, các anh em bấm vào. Và các anh em để ý bên cái dòng này nó sẽ hiển thị là chữ tiếp, các anh em bấm vào đây. Đó, thì bên này nó sẽ hiển thị ra cái bảng là insertion effect rig 1. Thì trong này nó có hai kiểu, một là kiểu là category và kiểu tweet. Đó, thì category bên này là user nè. Đó, hồi nãy là mình để delay đó, nhưng mà bấm vào nguyên bản của nó là user đó. Thì cái user thì mình lưu vào. Còn cái delay thì bên này nó hiển thị là cái kiểu delay, reverb. Delay thì nó gồm có những cái delay nào, reverb thì nó gồm những cái reverb nào. Đó, các anh em tự mày mò nghiên cứu, nó rất là nhiều. Rồi, bây giờ qua cái phần tiếp theo, mình sẽ chỉ tới tất cả các anh em là cái tremolo, có nghĩa là cái voice mình đánh xuống nó sẽ như thế này. À, nó tự đánh auto luôn anh em à. Cho anh em dễ hình dung nha, chờ chút nha. Hôm qua mình để đâu rồi nha. Chờ mình tí. Các anh em chờ mình tí nha. Đó.
Các anh em nghe thử từ cái tiếng mà có tremolo nè, anh em đánh nhẹ nè. Rồi, thì hồi nãy mình có nói tới cái phần mà tremolo trên cái voi mình sử dụng. Thì các anh em đánh nhẹ nó sẽ có những cái bình thường. Đó, thì các anh em mỗi khi mà anh em đánh nhẹ thì nó ra bình thường, còn anh em mà ấn mạnh xuống thì nó sẽ ra cái hiệu ứng mono rất là hay. Rồi, thì để có được cái hiệu ứng tremolo như thế này thì theo cá nhân mình được biết thì cái mình so sánh giữa hai dòng dòng Co và dòng Yamaha, thì đặc biệt cái dòng Yamaha từ cái dòng S770 đến S900 thì hình như là nó có hết á, nhưng mà tùy theo cái voi nó có tremolo, nó cho sử dụng cái tremolo, và tùy theo cái voi nó không sử dụng tremolo được. Thì để sử dụng được cái tremolo này á thì sẽ chỉ cho tất cả các anh em. Đầu tiên các anh em để ý nè, đây là cái chữ direct access đó, các anh em ấn vào nút này, trên màn hình nó sẽ hiện ra cái dòng chữ như thế này. Và các anh em để ý nè, hồi nãy thì Thiện có chỉ cho tất cả các anh em là cái chữ số tăng đúng không, thì bây giờ các anh em ấn vào cái này. Bây giờ nhắc lại một lần nữa nha anh em, đó các anh em ấn vào cái này nè, direct access nè, các anh em ấn vào nó sẽ hiện ra như thế này, và các anh em ấn vào cái chữ này nè, bên cái chữ xuất tăng nè, đó nó sẽ hiển thị ra cái mục như thế này là Cowboy Harmony và Edfinger. Đó, đầu tiên nó sẽ hiển thị là tremolo nè, các anh em thấy không, vì cái tiếng này nó đang sử dụng là tremolo. Bây giờ thì sẽ cắt cái tremolo đây và chỉnh, và các anh em bài chỉnh cho tất cả các anh em dễ hình dung hơn. Đó, hiện tại là cái tremolo mình thì nó tắt đi rồi nè. Hồi nãy là gõ mạnh xuống nó sẽ có cái hiệu ứng tremolo nó chạy nốt theo, nhưng mà cái này thì Thiện đã tắt đi rồi, thì các anh em có ấn mạnh cỡ máy thì nó cũng không có ra nè. Rồi thì Thiện đã tắt đi rồi, bây giờ sẽ thoát. Đầu tiên các anh em ấn vào chỉ lại từ đầu cho tất cả anh em dễ hình dung luôn nè, direct effect nè, direct access nè, đó tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu đó. Rồi bắt đầu vào ấn vào cái chữ mà Hemory nè, Fasico nè. Rồi cái đầu tiên nó sẽ hiển thị ra là cái echo nè, ở trên thì nó cái echo. Mà muốn chơi được cái tiếng này á thì các anh em nhớ là để cái nút này luôn luôn mở là cái đèn nó sáng, thì cái nút nó mới có hiệu, nó mới có cái hiệu năng của nó nè. Đó thì nó đang ở cái echo, thì mình đánh ra nó sẽ có nhiều cái echo nó vang theo. Rồi đây là phần echo, và đây là cái phần tremolo nè. Đó, mình đã bật tremolo lên rồi. Mà để tùy cái tiếng mà nó chạy nhanh hay chậm thì mình sẽ điều chỉnh nữa nha anh em. Rồi, để điều chỉnh được cái tiếng mà nó chạy nhanh hay chậm thì mình sẽ vào cái phần cài đặt nữa nha anh em. Hiện tại thì bây giờ nó đã có cái tremolo rồi, cái tremolo rồi, nhưng mà để các em đánh nhẹ thì nó ra cái echo, nó ra cái bình thường, và các em đánh mạnh để nó ra cái tremolo. Thì bây giờ các em muốn cho tốc độ cái tremolo nó chạy nhanh hơn thì các em để ý nè, rồi ở dưới góc của màn hình này nè, nó có cái hình biểu tượng bánh răng nè, anh em ấn vào nó, thì đây là cái phần delta nè, nó sẽ hiển thị là volume và speed nè anh em nè. Speed thì tiếng Anh có nghĩa là, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tốc độ đó anh em. Thì nó đang ở là 8, và các anh em chỉnh cái con lăn lên nè. Đó, anh em thấy không? Chỉnh con lăn lên cỡ khoảng, nó có tốc độ là 16 và 32. Đó, bây giờ đầu tiên mình sẽ để tốc độ ở khoảng 16 nha anh em. Bây giờ mình sẽ đánh. Đó. Các anh em lưu ý nè, cái minimum nè, minimum vector velocity nè, thì các anh em để ở cỡ khoảng 90 hoặc là 95 nha anh em, để đánh nó mới ra cái tremolo được. Rồi bây giờ mình sẽ đánh thử cái tốc độ 16.
độ 16 thì ví dụ như cái nem kết hợp với cái DJ, cái style DJ thì nó cũng không có hợp lý lắm. Bây giờ mình sẽ tăng cái xe beat lên cỡ khoảng 32 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh nè. Thì cái nem kết hợp với cái style DJ thì nó rất là hợp lý nha anh em. Đó là cái phần tremolo. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ lại một lần nữa cho tất cả các anh em lưu ý nữa nè. Rồi, cái nem thoát hết ra nha. Rồi, cái tiếng bình thường nó sẽ là như thế này. Tùy theo cái tiếng nó có mono hay không nữa nha anh em. Bây giờ mình sẽ thử chọn một cái tiếng khác luôn. Cái nem vào cái phần voi trong voi sinh đen đó. Đó, tiếng này thì mình không biết có tremolo không. Thì các anh em ấn vào cái này. Đầu tiên cái tiếng nó nguyên bản là nó không có reverb và effect gì nên em không có sít tăng là tremolo gì luôn, echo luôn. Echo thì nguyên bản nó có rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh theo cái kiểu mà tremolo nè. Đó các anh em ấn vào direct access nè. Đó và các anh em ấn vào cái nút kế bên sít tăng nè. Harmony nè. Anh em ấn vào. Và các anh em ấn vào một lần nữa cho cái nút này nó sáng lên nha, nó mới hoạt động được. Rồi các anh em chỉnh cái phần echo nè. Nếu mà cái phần echo nó có thì cái tremolo nó sẽ sử dụng được. Và các anh em ấn vào cái mũi răng nè. Đó, nhưng mà tùy theo cái tiếng mà cái phần echo nó không có là chịu trách cái tiếng nó không cho mono được nha anh em. Đó, tốc độ speed của nó là 32 và cái volume của nó là ở ngưỡng 100. Và cái mini âm velocity á nó chưa có cái gì cả thì các anh em cứ tăng lên cỡ khoảng cho mình là cỡ khoảng 90, mình chơi 95 đi. Đó, thì cái hiệu ứng của nó sẽ có tremolo nè. Đó. Nếu mà các anh em thấy nó đi nhanh quá, cái tremolo nó đi nhanh quá thì người ta anh em sẽ chỉnh cái speed lại khoảng 16 nha. Để cái nem ấn chậm, ấn nhẹ thì nó ra echo, còn cái nem ấn mạnh nè, nó sẽ ra cái hiệu ứng mono. Rồi, thì clip này mình sẽ chia sẻ tạm dừng ở tại đây thôi. Thời lượng clip cũng khá là dài rồi, 22 phút mấy chục giây rồi. Thì phần sau mình sẽ hướng dẫn nữa cho tất cả các em nha anh em. Thì hướng dẫn cái gì thì Thiền để ngồi Thiền nghiên cứu đã. Và nên nói cái gì và không nên nói cái gì để mình rút kinh nghiệm. Chứ mình nói dài dòng quá thì xem nó cũng tốn thời gian cho tất cả các anh em. Thì mình nói dài dòng ở đây có nghĩa là để cho tất cả các anh em hiểu. Các anh em nào chậm á, thì các anh em sẽ hiểu và rõ ràng hơn, cụ thể chi tiết hơn. Chứ không phải là nói nhiều để mà cuối cùng anh em không hiểu. Nói nhanh thì các anh em cuối cùng không hiểu nó cũng rất quất. Thì thành thử là như vậy. Anh em coi clip nó cũng kiên trì hơn một tí để mình hiểu. Chứ mà coi clip thì phải bỏ thời gian ra và ngồi tập tành nghiên cứu. Chứ còn mà coi clip mà các anh em lướt tu thì các anh em vứt, gọi là coi cho có thôi chứ cũng hiểu biết thì không bao nhiêu. Đó thì đó là cái cá nhân của Thiện chia sẻ cho tất cả các anh em thôi, chứ cũng không có sao hết anh em à. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em nha. Thì đáng lẽ là clip này Thiện làm lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có thời gian rảnh để làm cho tất cả anh em. Đó, thời gian rảnh nó ngồi bỏ lần nửa tiếng đồng hồ ra mà ngồi quay clip và chỉnh sửa chia sẻ cho tất cả các anh em. Chứ mà Thiện thấy trên cái YouTube á ít có anh em nào chia sẻ như vậy lắm. Thì về cái kiến thức của Thiện có bao nhiêu thì Thiện sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em bấy nhiêu nha. Rồi, đây là cái clip mà hướng dẫn chỉnh sửa những voice không có reverb. Hướng dẫn edit voice nè, reverb, echo nè, delay nè. Cái phần delay hồi nãy thì cũng chưa có chỉ cho anh em đúng không? Có chỉ nhưng mà chưa có cụ thể. Thì clip sau thì sẽ chỉ cho tất cả anh em cái delay nữa. Delay thì nó cũng tương tự như reverb thôi, nó cũng không có gì. Nhưng mà nó kết hợp với reverb thì nó ra cái âm thanh nó sắc sảo và nó bén hơn thôi, cũng không có gì đâu. Đó, thì đó. Nhất là cái phần mà tremolo nè, các anh em đặc biệt yêu thích những cái chiếc voice nó chạy tự động auto, cái voice nó auto theo đánh theo mình thì các anh em coi lại cái phần này nha. Đó. Thì nhắc lại một lần nữa thì cái voice
Tùy theo cái voice mà nó cho hiệu ứng tremolo, và một số voice nó sẽ không cho hiệu ứng tremolo. Ví dụ như các em bạn ấn vào cái Direct Access này nè, và các em ấn vào Harmony này nè, nếu mà nó không hiện ra cái phần echo á, thì các em sẽ cái voice nó không hiệu ứng cho các em chơi một tremolo rồi. Còn cái voice ví dụ như bây giờ mà các em chọn bất kỳ cái voice nào, voice xinh xinh đen trên cái dòng của đồng dòng làng của anh em á, nếu mà nó có thì mở cái phần echo ra là nó có cái phần echo thì cái tremolo nó sẽ có. Còn ví dụ như mở cái voice đó lên mà cái phần echo nó không có thì cái voice đó không, cái anh em không chơi cái tremolo được, thì các anh em phải chọn lựa cái voice khác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.